Mặc dù tập cuối Running Man Việt Nam mùa 2, chơi là chạy đã lên sóng được nhiều ngày, song dư âm chương trình vẫn còn để lại. Khán giả vẫn thi nhau bàn tán về nội dung tập cuối, về chiến thắng của thỏ đen Ngô Kiến Huy, so sánh dàn cắt mùa cũ và mùa mới cùng dự đoán các thành viên của mùa kế tiếp. Tất nhiên, không thể thiếu những màn soi đến tận lỗ chân lông trong tập cuối của các fan. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một clip quay chậm với nội dung được cho là Liên Bình Phát bảo vệ Ninh Dương Lan Ngọc trong trò chơi xé bảng tên chọn người chiến thắng cuối cùng. Trong tình huống này, cả hội đang lao vào xé bảng tên Liên Bình Phát và trong đó có cả Lan Ngọc. Có vẻ như rằng có lẫn nhau quá dữ dội nên Lan Ngọc đã bị té và Liên Bình Phát nhanh chóng ngã xuống theo để bé nước thuận thế nằm lên người mình. Theo nhiều người, hành động của Liên Bình Phát là dùng thân thể mình để đỡ Lan Ngọc khỏi bị thương khi té xuống đất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng fan của cặp đôi suy nghĩ quá nhiều. Cũng có thể là Liên Bình Phát muốn xé bảng tên Lan Ngọc nhưng vô tình té theo cô nàng mà thôi. Tôi tô đoạn này hơn chục lần để xác nhận lại cái sự ấm áp đó của ông dành cho bà. Thả bà hai lần, rồi lúc ao vẫn đỡ cho bà không bị đau. Thấy cặp Phát và Ngọc lại nghĩ tới Monday Cup cờ. Anh Gary cũng luôn bảo vệ mợ cho dù có bị xé vẫn luôn bảo vệ mợ để mợ không bị thương. Không ai nỡ xé Ngọc đâu. Phát luôn âm thầm bảo vệ Ngọc như vậy. Mình lại không nghĩ vậy. Phát nắm lưng Ngọc và muốn xé vì Ngọc đang bám Phát thôi. Không phải muốn bảo vệ gì. Fan cắp cờ lố quá luôn rồi á. Có mỗi cái cảnh vậy mà cũng suy diễn cho được. Là nhiều ý kiến khác nhau của netizen bên dưới video clip trên. Trong mùa Running Man Việt Nam đầu tiên, Liên Bình Phát và Ninh Dương Lan Ngọc là cặp đôi được các fan hết mực đẩy thuyền. Các thành viên trong chương trình cũng dành sự yêu mến đặc biệt cho cặp đôi bất đắc dĩ này. Tuy nhiên, Liên Bình Phát và Ninh Dương Lan Ngọc đều từng lên tiếng đính chính mối quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn bè. Tập 16 của chương trình truyền hình Running Man Việt Nam năm 2021, chơi là chạy vừa lên sóng với chiến thắng cuối cùng thuộc về Ngô Kiến Huy. Tuy không phải quán quân nhưng sự xuất hiện của cặp đôi Lan Ngọc và Kazik vẫn khiến khán giả cười dần dần vì quá đáng yêu. Giữa trận địa nước sôi lửa bỏng, đầu đầu cũng là kẻ thù thì vợ chồng Kazik Lan Ngọc vẫn có cơ hội thả thính. Kazik một lần nữa lại đốn tim khán giả bởi câu nói với Lan Ngọc, anh không muốn làm đau em. Khi gặp Lan Ngọc trong tình thế yếu đuối đi một mình, anh chàng cũng chẳng nỡ xé bảng tên của cờ sát mà chỉ dọa nạt cho có lệ. Mặc cho các thành viên khác như Trường Giang, Trương Thế Vinh, Lan Ngọc, Liên Bình Phát đang căng thẳng tới nghẹt thở ngoài kia, cặp đôi đã có vài phút hẹn hò lãng mạn. Trước khi liên minh hội chị em với Lan Ngọc trong phần xé cuối cùng, Thúy Ngân cũng đã bung hết sức với người chị không hề thương tiếc. Trong trận đấu võ đài, Thúy Ngân liên tiếp đè Lan Ngọc vặt lông gà bất chấp người chị van xin tha mạng. Trương Thế Vinh và Ngô Kiến Huy đứng ngoài cuộc cũng phải bật cười khoái chí trước cảnh Thúy Ngân đè Lan Ngọc xuống nền kiểu như thế. Tuy vậy, tới phần cuối, Thúy Ngân đã dùng hết khả năng để bảo vệ và yểm trợ cho người chị. Cách chơi của Thúy Ngân trong tập cuối cũng rất xứng đáng được nhận nhiều lời khen. Ở một diễn biến khác, Trương Thế Vinh đã đạt được ước nguyện khi có trận đấu tay đôi cùng Liên Bình Phát, bật chế độ đi săn mồi, bằng sức mạnh đáng sợ của mình, vội biển dồn bé Bình đến bước đường cùng. Tuy vậy, Liên Bình Phát cũng không chịu thua, anh liên tiếp di chuyển, nhào lộn, né gọn rất nhiều pha săn đuổi. Trận đấu kịch tính ngoạn mục tới mức tất cả thành viên chứng kiến phải nín thở theo dõi. Cuối cùng, bằng một cú vật trời giáng, Trương Thế Vinh đã hạ gục và khiến Liên Bình Phát tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Running Man Việt Nam mùa 2 đã chính thức khép lại chặng hành trình dài sau tập 16 vừa lên sóng vào tối ngày 2 tháng 1. Kết quả khiến netizen bất ngờ khi Ngô Kiến Huy từ thỏ đen yếu đuối mùa 1 bất ngờ vươn lên trở thành kẻ mạnh mùa 2. Bên dưới bài đăng của Ngô Kiến Huy, các thành viên và người hâm mộ đã thi nhau và chúc mừng anh chàng. Đáng chú ý, bình luận của Jun Phạm khiến netizen trầm trồ khi tiết lộ giải thưởng mà quán quân nhận được. Cụ thể, Thỏ Trắng chia sẻ, cúp và 5 tỷ, cúp mình không cần nhưng 5 tỷ thì làm sao được thì làm. Như vậy, với thông tin nửa đùa nửa thật này, giải thưởng cho quán quân không chỉ có chiếc cúp danh dự mà còn có cả giải thưởng 5 tỷ. Nếu đây là sự thật thì nhà sản xuất Running Man Việt Nam mùa 2 chơi lớn quá rồi. Running Man Việt Nam mùa 2, chơi là chạy ban đầu có 9 thành viên gồm Trường Giang, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Liên Bình Phát, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Kazik, Trách. Tuy nhiên, vì Trách vướng vào scandal có con với Thiên An nên đã bị gạch bỏ thẳng tay. Trách chỉ xuất hiện trong mấy tập đầu, sau đó Trách biến mất như một cơn gió mà chẳng có bất cứ lời giải thích hợp lý nào. Sự việc này từng khiến showbiz Việt xôn xao suốt thời gian khá dài. Như vậy là chặng đường 16 tập của Running Man Việt Nam, chơi là chạy mùa 2 đã chính thức khép lại. 8 thành viên trụ cột,
Từ Trách đã cùng thi đấu trong trận chiến xé bảng tên cuối cùng để tìm ra cái tên mạnh nhất trong mùa 2. Kết quả vô cùng bất ngờ khi ba gương mặt vốn không được đánh giá cao về thể lực là Lan Ngọc, Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy đã trở thành những thành viên trụ lại cuối cùng. Hai cô gái quyết định liên thủ để xé thỏ đen nhưng tất nhiên, cả hai cũng không thể địch lại chàng Bắc. Cuối cùng, Ngô Kiến Huy chính thức xoán ngôi vương từ Lan Ngọc ở mùa 1 để trở thành người mạnh nhất mùa 2. Lột xác hoàn toàn với lối chơi bung sức và có sự quan sát đối thủ, Ngô Kiến Huy đã chính thức trở thành kẻ mạnh nhất, giành được chiếc cúp quán quân Running Man Việt Nam mùa 2. Chia sẻ nhanh với VZ về cảm xúc của mình, Ngô Kiến Huy cho biết, đó là điều bình thường mà. Sao mọi người phải hỏi cảm xúc của tôi khi đó là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra thật ra. Chiếc cúp đó nằm trong tầm tay. Từ tập 1 đến tập 14 chỉ là hình ảnh tôi tạo nên để mọi người được vui. Chứ sức mạnh và độ dẻo dai thì tôi đỉnh nhất trong giàn cát. Vì vậy, chiếc cúp này tôi nhận được chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy vinh dự vì sau một thời gian bị chôn vùi trong chuỗi thất bại liên hoàn thì lần này, tôi đã vinh danh, mang cúp về cho đàn thỏ nhà mình. Trong trận chiến xé bảng tên cuối cùng, Ngô Kiến Huy đã có màn xé bảng tên liên hoàn khiến cả giàn cát hoang mang. Ban đầu, anh là người xé được bảng tên của kẻ mạnh bất bại Trương Thế Vinh nhờ đu lên người voi biển. Sau đó là Liên Bình Phát cũng chịu chung số phận. Kazik vẫn là tấm chiếu mới với một Ngô Kiến Huy đã có dày dặn kinh nghiệm từ cả hai mùa. Sau đó, Thỏ Đen đã tranh thủ lúc bé bự không để ý vì đang đấu với hai bóng hồng, lén mai phục từ phía sau và dẹt Kazik vào nhà giam trong sự ngỡ ngàng. Dĩ nhiên, Trường Giang không phải đối thủ của Ngô Kiến Huy. Thỏ Đen lần lượt tiễn đàn anh và cô em gái Lan Ngọc vào nhà giam, đấu tay đôi với Thúy Ngân. Anh rất ga lăng khi bảo rằng nếu hoa săn mồi ngã xuống, anh sẽ không đụng vào nữa và đã làm thật. Cuối cùng, Ngô Kiến Huy đã giành chiến thắng. Trong trò chơi cuối cùng chọn ra người chiến thắng chung cuộc ở tập cuối Running Man Việt Nam mùa 2, chơi là chạy. Một tình huống giữa Kazik, Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến các fan không ngừng tranh cãi trên mạng xã hội. Tương tự như mùa 1 hoặc lần đi Hàn ghi hình, trò chơi cuối cùng, các thành viên sẽ xé bảng tên theo hình thức cá nhân chứ không theo đội như trước. Mỗi người phải xé được càng nhiều bảng tên càng tốt và người còn trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Sau khi bước vào trò chơi cuối, Thúy Ngân mặt đối mặt với Kazik, cả hai vật lộn với nhau, một người muốn xé bảng tên của đối phương còn một người muốn tử thủ. Điều đáng nói là lúc này Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện và muốn giúp đỡ Thúy Ngân. Khi thấy Lan Ngọc xông đến, Kazik đã nói, anh không muốn làm đau em. Sau đó Liên Bình Phát đến và tấn công bé nớt, để lại Kazik chống chọi với Thúy Ngân đang xông pha xé bảng tên mạnh mẽ. Điều đáng nói là nhiều người cho rằng Kazik đã nương tay với Lan Ngọc trong khi quá mạnh bạo với Thúy Ngân. Ngay khi Lan Ngọc vừa quay sang đấu với Liên Bình Phát, Kazik bắt đầu giằng co quyết liệt hơn và thậm chí còn chủ động ngã xuống đất để không bị xé bảng tên. Mặc dù nam rapper đã dùng thân mình làm điểm đỡ khi tiếp đất nhưng Thúy Ngân vẫn bị té theo. Chưa kể, lưng của Kazik còn đè lên tay Thúy Ngân. Trong lúc hai người xô sát đã khiến tay Thúy Ngân bị trả đi trả lại trên mặt đất khiến cô nàng tan đau. Từ tình huống này, các fan cảm thấy không hài lòng và chỉ trích Kazik thiên vị Lan Ngọc. Chỉ biết nhường nhịn nàng ngọc nữ trong khi tổn thương một người chơi khác cũng là liệu yếu đảo tơ không thương tiếc. Tuy nhiên, cũng có không ít comment bảo vệ, bênh vực anh chàng. Những ý kiến này cho rằng ngay từ đầu Kazik vốn dĩ không mạnh bạo với Thúy Ngân, chỉ là cô nàng vẫn liên tục tấn công muốn xé bảng tên nên nam rapper buộc phải tìm mọi cách để phòng thủ. Trong lúc đang mải chơi trò chơi thì việc vô tình làm tổn thương người chơi khác cũng là điều có thể thông cảm. Chưa kể, Lan Ngọc cũng chỉ hỗ trợ Thúy Ngân tấn công Kazik được chưa đến vài phút thì đã quay sang đấu với Liên Bình Phát. Thời gian đấu của Lan Ngọc và Thúy Ngân với Kazik chênh lệch nhau không ít. Việc so sánh ai được thiên vị hơn, ai bị đối xử tệ hơn trong trường hợp này không hợp bởi không cùng hệ quy chiếu thời gian. Jun Phạm vừa đăng ảnh cõng Ninh Dương Lan Ngọc cực tình khi tham gia hoạt động trong khuôn khổ Running Man Việt Nam năm 2021, chơi là chạy. Khi đăng ảnh ngọt ngào thế này, Jun Phạm còn bày tỏ rằng, làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa, với em bé nặng phải người nhẹ đâu. Từ bài đăng của Jun Phạm, có thể thấy nam ca sĩ chỉ xem Lan Ngọc như em gái. Điều này cũng đã nhiều lần được Jun Phạm, Lan Ngọc chia sẻ rõ ràng trong các bài phỏng vấn. Lần nọ, Jun Phạm nói rằng lúc ở Hàn Quốc, anh và Lan Ngọc đã có trải nghiệm nhớ đời. Jun Phạm chia sẻ từng rất lo lắng khi nhận được lời rủ dê đi làm tóc từ Lan Ngọc bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Hàn nhiều hạn chế. Nữ diễn viên đã thuyết phục người anh thân thiết bằng cách mở ứng dụng phiên dịch tự động tiếng Hàn và Việt song song thông qua ghi âm lời nói để giao tiếp với thợ làm tóc. Kết quả là, Jun Phạm theo chân em gái kiêm đồng đội tới tiệm làm đầu với hy vọng sẽ lột xác với một diện mạo mới.
Tuy nhiên, Jun Phạm chẳng thể ngờ rằng Lan Ngọc đã giấu nhẹm các khoản chi phí làm tóc để nam ca sĩ không bị sốc. Đến lúc phát hiện ra chuyện chi phí làm tóc từ 2 triệu bị đẩy lên 7 triệu, Jun Phạm chỉ biết kêu trời. Về phần fan Giang Ninh Men, netizen cho rằng Jun Phạm và Lan Ngọc quả là cặp đôi hài hước, duyên dáng. Đến thời điểm này, fan Giang Ninh Men chẳng còn gán ghép Jun Phạm và Lan Ngọc trên thuyền tình nữa. Thay vào đó, fan ghép đôi cho Lan Ngọc với Kazik, còn Jun Phạm được ghép đôi cùng Thúy Ngân. Chương trình truyền hình Giang Ninh Men Việt Nam năm 2021, Chơi là chạy đã sắp đi đến tập cuối. Hai tập cuối được ghi hình ở Phú Quốc với sự trở lại của khách mời trụ cột Kazik. Mới đây, nhà sản xuất đã công bố hậu trường ghi hình của chương trình để khán giả hiểu thêm được những vất vả của cả ekip khi chạy đua với lịch phát sóng, cũng như đảm bảo an toàn giữa mùa dịch. Trong tập cuối, Giàn Cát phải mặc bộ đồ khá dày trong thời tiết nắng nóng 40 độ C của Phú Quốc. Trường Giang đùa rằng cơ hội giảm cân rất tốt, còn Jun Phạm lại lo lắng khi mặc bộ đồ này nhiệt độ cơ thể có thể lên đến 60 độ. Cường độ hoạt động mạnh trong thời tiết khắc nghiệt khiến Giàn Cát nhanh xuống sức. Kazik ngồi phệt xuống thở hổn hển trong hậu trường. Trương Thế Vinh lại tiết lộ lúc khỏe nhất lại là những lúc vật lộn, ôm nhau vì có thể tranh thủ nghỉ giải lao, giả bộ nằm luôn. Vì quá lăn xả nên Thúy Ngân đã gặp chấn thương dẫn đến chảy máu mũi. Các thành viên đều rất lo lắng cho người đẹp, liên tục hỏi thăm. Tuy nhiên, Thúy Ngân lại tranh thủ quảng cáo rằng chiếc mũi hoàn toàn tự nhiên, chứ không là rớt sụn rồi. Tại Giang Ninh Men Việt Nam năm 2021, Thúy Ngân là thành viên chơi khá nhiệt tình. Nữ diễn viên chẳng ngại va chạm và thường xuyên lao vào những cuộc đấu xé bảng tên khốc liệt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Thúy Ngân bị thương. Trước đó, cô còn không ít lần bầm dập, te tua bởi việc thi đấu máu lửa, xông xáo quá mức.